câu chuyện cổ tích nhiều dị bản nổi tiếng tại Việt Nam về câu chuyện giữa hai chị em cùng cha khác mẹ đấu đá để tranh nhau lấy chồng giàu, dạy bao thế hệ thiếu nữ Việt Nam rằng phụ nữ chăm làm việc nhà là dễ lấy chồng giàu, hoặc phụ nữ đẹp thì kể cả là quả thị vẫn có chồng giàu. Đến với phiên bản phóng tác điện ảnh của Ngô Thành Vân, nơi hai chị em nọ chỉ còn là cái nền cho câu chuyện về ông chồng giàu, nơi mà chuỗi drama xung quanh còn hấp dẫn hơn cả nội dung phim khi một cụm già với tên bắt đầu bằng chữ C và kết thúc bằng chữ V đã từ chối chiếu phim này. Tâm cám, chuyện chưa kể. Ra mắt vào năm Yahoo Messenger chính thức bị khai tử, các diễn viên trong quảng cáo tấm cám của Yahoo đã tề tựu trong một ấn phẩm về tấm cám với tấm trong vai dì ghẻ trong vai ông Bụt. Còn ông Bụt đang ngồi tù tại Mỹ tại thời điểm mà phim ra mắt, lấy bối cảnh một thế giới thần thoại tại một đất nước dựa trên Việt Nam thời phong kiến, nhưng lại đem đến những nét chấm phá của Việt Nam tân thời như chữ viết không ai dùng ở Việt Nam thời phong kiến, quần áo không ai mặc ở Việt Nam thời phong kiến, đầu tóc không ai để ở Việt Nam thời phong kiến, một tàn cast phần lớn là hot girl và ca sĩ mà chắc chắn là không phải ở thời phong kiến, và một bài hát thường xuyên được phát trong bữa ăn của trẻ nhỏ. MV của Sơn Tùng. Gặp tấm, cha tấm mất, tấm bị dì ghẻ đối xử như nô lệ. Đẹp người, đẹp nét, cần cù, siêng năng, trời mưa biết đi dép trái là những phẩm chất không hề giúp tấm trở thành thái tử phi, mà là nhờ sai chân độc nhất vô nhị và nhờ cả sự giúp đỡ từ ông Bụt Mạnh Vãi Trưởng. Người ở đây để giúp tấm làm những việc mà có phép thuật mới làm được như lụm xương cá, nhặt đậu, mua áo của trùng quế, kiếm giày cỡ pi cho tấm đi quẩy với trai, hồi sinh cho tấm sống lại để quẩy với trai tiếp. Nhưng mà khi cha chết thì tấm liền trở mặt với Bụt. Còn không tin vào phép màu nữa. Hợp lực trong công cuộc bạo hành cô gái đáng thương là mẹ con nhà cám, những người ở đây với nhiệm vụ quan trọng là gánh hậu phần diễn xuất cho tấm. Nhưng mà cả tấm cùng mẹ con nhà cám đều không hề hay biết rằng họ chỉ đến đây để làm nền trong một bộ phim mang tên họ, vì phần lớn thời lượng của phim thực ra là kể một câu chuyện về thái tử của một vương quốc nọ, người tha dành thời gian để vật lộn với một đám đàn ông còn hơn là đi kiếm vợ, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành ngôi báu, bị để xuống vực, được người thân giải cứu và hóa thành một con thú CGI màu đen chống lại một con quái thú CGI khác trong một cảnh chiến đấu CGI tại một địa điểm cũng CGI. Thái tử là con của hoàng thượng, bậc quân vương thiên hạ, chí dũng vô song, thần chết cũng phải sợ, vì ông đã hấp hối từ đầu phim khi thái tử vẫn còn độc thân đến khi thái tử lấy vợ. Vợ thái tử chết lên xuống vài lần mới bị đầu độc chết. Cùng với đó là những nhân vật mới không có trong cổ tích như anh ca sĩ của nhóm 365 này, anh ca sĩ khác của nhóm 365 này, một anh ca sĩ nữa vẫn của nhóm 365, người thứ ba trong ba thằng bạn, và quan trọng nhất là phản diện chính của phim, tể tướng Tào Hắc. Một yêu quái tu luyện lâu năm mà không ai có thể phân loại sinh học, với âm mưu thu thập 7749 linh hồn quý hiếm, sinh vào ngày 32 tháng 13 để rèn ra Ngọc Giác La. Chờ ngày lành tháng tốt khi trời đất giao thoa, các chòm sao xếp thành các điểm thẳng hàng, sẽ nuốt ngọc để Isekai thành người và cướp ngôi báu. Câu chuyện này sẽ được kết nối thế nào với chuyện tình của tấm? Tôi không hiểu lắm nhưng mà phim có vẻ hay. Tận hưởng bộ phim từng được coi là đột phá của điện ảnh Việt Nam về mặt mỹ thuật, với những đại cảnh thiên nhiên hùng vĩ, một kinh đô lấy ra từ truyện Thiên Hiệp, cùng cái tượng trong game God of War, bên cạnh những màn đấu võ lấy ra từ truyện Kiếm Hiệp, những nét văn hóa đặc sắc của câu chuyện cổ tích quen thuộc, đủ sức để khiến bạn quên đi chuyện tình được phát triển khá là phèn, CGI chiến đấu cũng hơi phèn, và cả kế hoạch khá phèn của tể tướng. Phim đã cực kỳ thành công trong việc giúp vũ trụ điện ảnh cổ tích của Ngô Thành Vân bị cancel, với sự tham gia của Ngô Thành Vân, gà nhà Ngô Thành Vân, gái già lắm chiều, tấm cười. Tấm khóc. Foot fetish của thái tử. It was at this moment that she knew she f***ed up. Đất nước láng giềng hùng mạnh, Assassin's Creed, thể dục nhịp điệu Hồ Gươm, mối quan hệ không có thực mà mọi cô gái mơ ước, xúc tú, quảng cáo game online những năm 2010, phân cảnh ám ảnh nếu bạn từng đọc tấm cám bản không che, Black Panther, mối tình ngoại truyện.